Xin chào các bạn, mình là Phương và trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ những cách để các bạn có thể ghi bài trên iPad nhanh hơn, đẹp hơn và hiệu quả hơn. Trước khi mà chia sẻ thì mình có một vài lưu ý sau đây. Thứ nhất đó là việc mà các bạn ghi chép đẹp hay không thì nó không quan trọng bằng cái việc là các bạn học có hiệu quả hay không. Cái điều quan trọng nhất vẫn là cái gì đọng lại ở trong đầu các bạn này. Thứ hai nữa là những bạn nào mà bình thường chữ ở trên giấy đã không được đẹp thì khả năng cao là viết ở trên iPad các bạn cũng không viết đẹp được đâu. Nên là nếu các bạn đã có đam mê thì các bạn có thể tua nhanh đến cái phần mà mình chia sẻ riêng cho các bạn nhé. Rồi để chuẩn bị ghi chép trên iPad thì đầu tiên vẫn là một chiếc iPad. Như mình đang sử dụng ở đây là iPad Pro phiên bản 2020 11 inch. Cái thứ hai các bạn cần chuẩn bị là một chiếc bút cảm ứng như thế này. Và các bạn hãy nhớ là kiểm tra xem iPad của mình thì sẽ tương thích với loại bút nào. Ví dụ như là iPad của mình dùng thì sẽ là Apple Pencil thế hệ 2, nhưng mà ví dụ như iPad Gen 10 thì sẽ sử dụng Apple Pencil 1. Nếu mà tài chính các bạn chưa cho phép, bởi vì một chiếc bút này cũng có giá khoảng là 3 triệu, thì các bạn có thể tham khảo các bút của các nhà sản xuất khác. Mình thì chưa sử dụng các cái loại bút đó, tuy nhiên là bạn bè mình thì cũng có dùng cái loại bút của hãng Guzzo Doc gì đó, và mọi người cũng rất là khen. Ok, để tối ưu hóa cái trải nghiệm viết ở trên iPad thì các bạn có thể sử dụng thêm hai thứ. Thứ nhất là những cái ngòi bút như thế này. Bởi vì mình thì mình rất thích, hồi xưa khi mà đi học mà viết trên giấy ấy, thì mình rất thích viết những cái bút chì kim mà nó có cái đầu khá là dài. Thế nên mình đã mua thêm những cái ngòi dài và mình đã thay vào cho cái Apple Pencil như thế này. Và các bạn cũng có thể đầu tư thêm một chiếc bọc silicone. Như mình ở đây thì có rất là nhiều bọc, nhưng mà cái mà mình sử dụng thường xuyên nhất là chiếc bọc của Elago. Chiếc bọc silicone này thì giá đắt nhất phải hơn 200.000. Tuy nhiên đúng là đắt rất ra miếng, kể cả cái trải nghiệm mà viết ở trên iPad của mình rất thích nha, thích hơn tất cả những cái case silicone khác. Cái thứ ba đó là dán màn hình. Thì có thể nhiều bạn sẽ nghĩ là mình sẽ giới thiệu mọi người dán paper-like, nhưng không, mình rất ghét paper-like. Rất xin lỗi những ai thích dán màn hình paper-like, nhưng mình không hề thích paper-like một chút nào. Bởi vì sao? Khi cái dán màn hình paper-like, mục đích của nó là tái hiện lại cái cảm giác mà viết ở trên giấy. Thế nên là cái dán màn hình đấy nó hơi nhám và nó có phần là hơi đục. Khi các bạn viết thì các bạn có thể thấy thích, bởi vì nó kiểu nhám nhám, nó rất là giống viết trên giấy. Nhưng mà khi mà các bạn xem phim ý, bởi vì mình biết là các bạn mua iPad còn để giải trí nữa đúng không, thì xem phim hay là xem YouTube sẽ thấy màn hình nó bị mờ đi. Nói chung là mình hơi ghét. Và một phần nữa là khi mà mình bắt đầu viết trên iPad ý, thì là mình sử dụng cường lực thường. Thế nên là sau khoảng 5 năm viết ở trên iPad thì mình cũng đã quen hơn và mình không có cảm giác bị trơn hay là bị trụi nữa. Thứ tư đó là một ứng dụng để ghi chép. Thực sự là bây giờ ở trên thị trường ấy thì nó có rất là nhiều những cái ứng dụng để các bạn có thể ghi chép ngay ở trên iPad. Apple Notes thì hoàn toàn miễn phí nhá. Và mình thấy là rất phù hợp với những bạn nào ghi chép không quá nhiều, chỉ thi thoảng kiểu cần thì ghi ở trên iPad thôi. Còn nếu như các bạn muốn thực sự là thay những quyển vở giấy bằng ghi chép trên iPad thì mình khuyên là các bạn nên đầu tư một ứng dụng chuyên biệt cho cái việc này. Và hai cái ứng dụng nổi tiếng nhất hiện tại là Notability và GoodNotes. Thì hiện nay mình đang sử dụng GoodNotes 6. Sau khâu chuẩn bị rồi thì bây giờ sẽ là những cái tips mà mình muốn chia sẻ mà mình đúc kết lại được trong vòng 5 năm vừa rồi. Tips đầu tiên đó là các bạn hãy chọn template giấy, tự chọn một mẫu giấy mà các bạn thích. Một trong những lợi thế khi mà các bạn viết ở trên iPad ý, đó là các bạn hoàn toàn có thể thay đổi mẫu giấy rất là nhanh, rất là thuận
tiện, kích thước giấy, màu sắc của nền hay là loại giấy, giấy ô vuông, giấy nhẻ ngang. Mình thì rất hay viết bằng theo phong cách Cornell và trên nền đen có kẻ ô vuông. Thì ví dụ đây là một cái bài ghi chép của mình, một bên là ý chính và một bên là kiểu mình diễn giải các ý chính đấy ra. Còn nếu như các bạn muốn có các cái template đặc biệt thì các bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm bằng cách sau nhé. Đầu tiên là các bạn mở ứng dụng GoodNotes lên và các bạn hãy nhìn vào cái ô bánh xe ở góc bên phải trên cùng của màn hình. Sau đó thì các bạn chọn Manage Notebook Templates. Thì đây là nơi các bạn sẽ quản lý các mẫu giấy của mình. Các mẫu giấy của bạn sẽ được chia thành nhiều mục, ví dụ như là Essential, Writing Papers, hoặc là Planner, hoặc là Music, hoặc và có một ô nữa là My Templates. Bạn sẽ kéo sang trái cho tới khi nào các bạn thấy dấu cộng này và cái chữ là Import. Thì từ đây bạn có thể tải lên mẫu giấy qua ảnh hoặc là qua các cái thư mục. Một trong những tính năng mới mà được GoodNotes cập nhật trong phiên bản GoodNotes 6 thì đó chính là thay đổi, tức là bạn có thể thoải mái cá nhân hóa cái mẫu ghi chép của mình ở ngay trên ứng dụng. Ví dụ như là mình có thể thay đổi, thay vì là cái màu đen xám, mình có thể thay bằng một cái màu đen. Mình cũng có thể chọn được cái màu của những cái đường ô kẻ ngang là màu xám hoặc là màu trắng hẳn. Đây là một cái tính năng mới mà mình thấy rất là hay. Thay vì mình phải đi lên mạng và tìm những cái mẫu giấy mà mình yêu thích thì mình hoàn toàn có thể làm cái điều đó ngay ở trên GoodNotes này. Tips thứ hai đó là các bạn hãy sử dụng cái cửa sổ phóng đại hay gọi là zoom window khi mà ghi chép. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình thì đây là cái thanh công cụ của GoodNotes. Khi mà các bạn ghi chép mà các bạn không sử dụng zoom window ấy thì nó sẽ rất là khó để có thể cân chỉnh được độ to của trang. Vì nếu các bạn zoom mà quá to thì chữ các bạn sẽ phải viết một cách to hơn, và như vậy thì đương nhiên là nó sẽ mất thời gian hơn. Và nếu các bạn zoom chữ lại nhỏ quá thì chữ lại bị díu dít lại và rất là khó để viết. Đến lúc mà các bạn zoom đúng độ rồi ấy, các bạn không nhìn được toàn bộ cái bố cục của trang giấy. Viết xong các bạn sẽ phải sử dụng cái công cụ lasso để sắp xếp lại và lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Như các bạn có thể thấy ở đây, khi mình sử dụng cái zoom window này thì cái cỡ chữ ở trong cái cửa sổ phóng đại đó của mình khá là tương đồng với cỡ chữ của mình ở trên giấy, và đồng thời mình cũng nhìn được bố cục của toàn bộ cái trang giấy mà mình đang ghi. Thứ ba đó là các bạn hãy sử dụng linh hoạt các cái loại bút của GoodNotes. Ở trong GoodNotes thì chúng ta có 3 loại bút. Thứ nhất là bút lông này, brush pen. Thứ hai là bút máy, fountain pen. Và thứ ba là bút bi, ball pen. Thì ba cái loại này khác nhau ở chỗ nào? Cái brush pen thì nó giống như là một cái bút lông, và thường thì mình sẽ để cỡ chữ của cái bút này nó to hơn để viết các cái tiêu đề theo kiểu calligraphy ấy. Cái bút máy thì là giống như cái bút máy hồi xưa các bạn luyện viết ở tiểu học ấy, nó sẽ có nét thanh nét đậm, nếu như bạn ấn bút mạnh hơn thì là nét đậm và nhấc bút nhẹ lên thì là nét thanh. Còn bút bi thì cái cỡ của ngòi bút sẽ không thay đổi trong suốt quá trình các bạn viết, kể cả các bạn ấn có mạnh đến đâu thì nó vẫn cứ giữ như vậy. Khi mà viết bài thì mình sẽ sử dụng cái bút bi. Sau khi chọn được bút rồi thì các bạn hãy chọn cỡ của cái nét ngòi. Mình thì mình hay sử dụng ngòi 0.3, bởi vì đây là cái ngòi mà mình thấy là mình đọc được dễ nhất, mình viết được dễ nhất và in ra nó cũng khá là đẹp nhất. Tuy nhiên là cái cỡ của cái ngòi này thì là tùy thuộc vào các bạn thôi. Nếu các bạn thích ngòi to hơn thì cũng ok, nhưng mà khi viết ngòi to hơn các bạn sẽ phải viết chữ to hơn và từ đó sẽ làm cho cái quá trình viết của bạn nó chậm hơn. Vừa rồi thì mình chia sẻ về việc là cách viết chữ ở trên iPad như thế nào cho đẹp, và sau đây thì là chia sẻ của mình để các bạn có thể thêm được những cái hình ảnh này, những cái sơ đồ hoặc là vẽ các hình minh họa nhanh hơn và đẹp hơn. Nếu như các bạn giống mình ý, thì mình rất thích là học có nhiều hình ảnh. Và đặc biệt trong y khoa của mình thì có những cái môn học mà cần hình ảnh thực sự, ví dụ như là da liễu chẳng hạn, thì các bạn có thể dễ dàng thêm hình ảnh của những triệu chứng như là mụn nước hay là những cái ban ở trên da chẳng hạn.
thì rất là thuận tiện và sẽ nhớ bài được lâu hơn. Tips thứ tư trong video này đó là vẽ lại hình theo cái cách tracing và lưu lại ở trong Elements. Thì chắc hẳn là nhiều bạn đã biết đến cái phương pháp tracing này rồi, tức là mình sẽ sử dụng một cái hình ảnh, ví dụ như ở đây là mình có hình trái tim nhá, thì mình sẽ copy vào GoodNotes rồi sẽ đi những cái nét viền theo cái ảnh đó. Tuy nhiên rằng là không phải lúc nào các bạn cũng có đủ thời gian để ngồi mà vẽ theo cái viền đó đúng không? Nhưng mà các bạn lại vẫn muốn phải có một cái ảnh đẹp cơ, thì các bạn hãy sử dụng thêm một tính năng đó là lưu lại vào Elements. Đầu tiên là các bạn hãy chọn công cụ Lasso. Sau đó thì các bạn vẽ một đường tròn xung quanh cái hình mà bạn vừa vẽ. Sau khi chọn xong thì các bạn nhấn giữ vào cái hình đó. Các bạn có thể thấy là ở đây nó chia ra rất là nhiều mục. Và mình thì lưu các mục là theo triệu chứng này, theo cơ quan này và vi sinh học chẳng hạn. Vậy là sau này khi mà các bạn ghi chép mà các bạn không đủ thời gian thì các bạn có thể vào cái mục Elements này và thêm những cái hình ảnh này một cách rất là nhanh. Tips thứ 5, nếu các bạn thấy rằng là cái cách vừa rồi nó vẫn còn mất thời gian quá thì các bạn hãy thử cái tính năng là tự xóa phông nền của iOS 16. Các bạn tìm ảnh trên Google và nhấn giữ cái hình ảnh đó, kéo lên để tìm thấy một cái tính năng đó là copy subject và sau đó các bạn paste vào trong cái phần ghi chép trên GoodNotes của bạn. Tips thứ 6 đó là các bạn có thể vẽ đường thẳng này, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, sử dụng chính cái công cụ bút của GoodNotes. Chỉ cần là các bạn di một đường thẳng hoặc vẽ một cái hình vuông và các bạn giữ ở đó một lúc thì nó sẽ tự tạo hình cho các bạn. Và đây là một công cụ rất là hữu ích khi mà các bạn cần sơ đồ hóa hay là biểu đồ hóa một cái thông tin nào đó. Ok, chắc là nhiều bạn sẽ hỏi rằng là vậy với những bạn chữ xấu thì sẽ phải làm sao đây? Các bạn vẫn muốn ghi chép bằng bút và tạo những cái trang ghi chép rất là đẹp thì không sao nhá. Thứ nhất là các bạn có thể chọn đánh máy. Trên GoodNotes thì có một cái tính năng các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, ở phần giữa này này, nó là cái tính năng mà các bạn có thể đánh máy ở trên trang giấy. Và khi các bạn đánh máy ấy, thì chữ nó sẽ tự động nằm ở trên dòng kẻ. Tức là thay vì các bạn phải sang một cái trang Word, phải mở một cái file Word chẳng hạn, thì các bạn có thể đánh máy ở ngay trên GoodNotes này. Ngoài cái cách đó ra thì các bạn có thể sử dụng cái Scribe của iOS. Các bạn sẽ thêm một cái ô chữ ở trên GoodNotes và sau đó thì các bạn dùng bút viết ra những cái dòng chữ mà các bạn muốn thêm vào. Scribe nó sẽ tự chuyển đổi cái nét chữ của bạn. Ví dụ như ở đây là mình đang để phông Helvetica, nhưng các bạn hoàn toàn có thể tìm một cái phông nào đó gần giống với cái phông chữ của mình chẳng hạn, hoặc là một cái phông chữ viết tay nào đó mà các bạn yêu thích, thì nó sẽ biến cái chữ viết tay của bạn thành cái chữ theo cái phông đó. Tuy nhiên rằng là hiện tại Scribe thì chưa hỗ trợ tiếng Việt. Và cái tips cuối cùng khi mà mình viết bài ở trên iPad thì mọi người có thể thấy rằng là tức là cái tiêu đề của mình nó khá là đặc biệt, nó kiểu nổi bật hơn và kiểu viết theo một cách đặc biệt hơn. Thì thực ra là mình không viết những cái phông, mình không viết những cái chữ đó, mà mình lên một cái trang web phông Space. Thì ở đây nó có rất nhiều những cái phông đẹp và các bạn có thể tải về để sử dụng với mục đích cá nhân, sử dụng không được sử dụng với mục đích thương mại nha. Thì ở đây có một cái hay là mình có thể copy luôn cái phông này và copy luôn cái dòng chữ này này, mình đánh cái dòng chữ vào cái ô vuông đó và nó tạo luôn một cái ảnh. Khi mà mình đưa nó vào cái phần ghi chép của mình ấy thì mình chỉ cần copy cái ảnh đấy và mình paste vào thôi. Tuy nhiên có một nhược điểm của cái page này, đó là nó
Cái việc mà thay đổi màu chữ nó khá là khó khăn. Ngoài ra thì GoodNotes 6 mới ra mắt cũng được cập nhật rất là nhiều những cái tính năng về trí tuệ nhân tạo. GoodNotes có thể giúp mình là kiểm tra ngữ pháp này, kiểm tra chính tả, có thể paraphrase lại, có thể khiến cho cái đoạn văn của mình có cái tông giọng nghe chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn, hoặc là tự tin hơn, hoặc thậm chí là có thể là khiến cho đoạn văn dài hơn, hoặc là khiến cho đoạn văn ngắn hơn. Vừa rồi thì là những cái chia sẻ của mình để các bạn có thể ghi chép ở trên iPad nhanh hơn, đẹp hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Mình mong rằng là những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ hữu ích với các bạn, và đặc biệt là những bạn nào mà mới mua iPad. Và nếu như các bạn còn câu hỏi gì thì cứ để lại ở trong phần bình luận, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở trong nhiều video nữa nha. Bye bye.